Em có bị sao không? Có. Anh em ngã xe. Ôi, cái đường này cũng xấu quá cô chú ạ. Đi từ trên kia xuống nó bị mất phanh, nó lan dốc xuống. Em xem cái quạt nó có bị vỡ không? Quạt đấy. Ôi dồi ôi. Cái này quạt đẹp đẹp lên mặt trời. Chân anh bị trực khớt rồi sao không ấy được. Em giúp anh kéo cái chân này đã. Kéo cái chân này, bỏ dây của anh ra, bỏ dây ra. Ôi dồi ôi. Từ từ thôi, em không làm như thế. Em kéo từ từ, nó đi đau cái chỗ kia. Kéo mạnh vào. Được rồi. Ôi dồi ôi. Biết thế anh lái xe, cho em lái xe làm anh em ngã xích nữa thì thôi. Xem xe có hỏng không? Em về đưa anh là anh cho anh bị thương nặng rồi. Chà, về lên dừng xe đôi. Kéo tay anh dậy. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, chân này của anh hình như là bị trực khớp rồi đấy. Trực gân rồi. Trời ơi, không cẩn thận làm xe hỏng hết này. Này cô chú ơi, cái đường này nó xấu quá. Đi từ trên này xuống nó bị nó không ăn phanh xong là nó mới như thế phải không? Em dấn phanh nó không ăn hay là như nào? Dấn phanh một phát thì tự nhiên một phát vào đây. Đi vào trong cái ránh này là mới ngá ấy. Các cô ạ. Trời ơi, làm xe hỏng hết. Xem là cái bàn ghế kia có vỡ không? Không vỡ phải không? Không. Ê, may mắn không vỡ, cái quạt này bật luôn rồi. Cái này là cái quạt đến năng lượng mặt trời. Để hôm nay là anh em vào đây xem xe có bị sao không? Cái này hỏng hết này thì làm sao mà đi được nữa. Trông anh bị đau rồi. Không biết có đi được không. Lần sau cẩn thận tí nhá. Đi xe. Chú ơi, do anh em chở đồ nó cồng cành quá, em chả dấn phanh nó không ăn. Sức hết đây này, hỏng hết cái này này. Cái này hơi công rồi. Hơi công cái gì, hỏng luôn rồi còn gì nữa. Cái này phải thay mới. Đấy thôi, bây giờ là anh em sẽ lại vào nhà của hai cháu đây. Xin thưa tất cả cô chú anh chị, trên tay em Bình đang cầm là 2 lít mật ong bạc hà. Cô chú anh chị nào cầm mua mật ong bạc hà để nâng cao sức khỏe thì có thể là giúp cũng như là ủng hộ em Bình mua 2 lít mật ong để cho em Bình có chi phí đi vào trong bản kết nối yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Em Bình xin cảm ơn rất là nhiều. Và mật ong bạc hà thì rất là tốt cho chữa bệnh cũng như là dạ dày và sức khỏe và sức đề kháng và gan nữa. Rất là nhiều tác dụng. Nên là cô chú anh chị nào cầm mua mật ong bạc hà nguyên chất 100% thì hãy liên hệ cho em Bình qua số điện thoại ở trên màn hình. Em Bình xin cảm ơn. Còn bây giờ thì xin mời tất cả cô chú anh chị tiếp tục theo dõi video. Em Bình Núi Đá Vùng Cao xin kính chào tất cả các ông bà, cô chú anh chị. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Em Bình Núi Đá Vùng Cao. Em Bình xin kính chúc tất cả cô chú anh chị xem được thước video này luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt nhiều may mắn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay thì em Bình tiếp tục là mua phần quà của cô Trung Lê ở bên Mỹ. Cô có gửi được 100 đô, đổi được tiền Việt là 2.300.000. Và cô có gửi cho em Bình là 300.000 để đổ xăng. Và ngày hôm nay thì có mua phần quà của cô đến cho cháu Tùa và cháu Nô. Bây giờ thì xin mời tất cả cô chú anh chị đồng hành cùng với em Bình và em Trả đi xuống dưới nhà. Cháu Nô và cháu Tùa. Em Trả thì đang là caramel ấy, nên là không thể hộ em Bình được. Bây giờ thì
Em Bình sẽ mang đồ rồi sẽ đi xuống dưới nhà cháu Nô và cháu Tùa. Và con cũng xin gửi lời cảm ơn cô Trung Lê ở bên Mỹ rất là nhiều. Cảm ơn cô đã gửi tiền về ủng hộ cho hai cháu. Xin chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và đạt nhiều may mắn hơn nữa. Tùa ơi! Ơi! Tùa ơi! Lên trên này hộ chú với! Hôm nay không đi làm nữa à? Không đi chặt củi à? À, Tùa bảo không đi. Đấy. Em chả... Thì đi cùng với em Bình để là caramel ấy. Vì là cũng không có ai đi cùng em Bình. Nên ngày hôm nay là tem là chỉ có hai anh em đi thôi. Nên là mua khá là nhiều đồ. Ngày hôm nay thì bị ngã xe ấy. Không ăn phanh. Xe là bị mòn má phanh nên là giấm phanh nó không ăn nữa. Thì em chả đi vào cái ránh làm cho hai anh em ngã xe. Bây giờ chân em Bình đi khực khánh à, các cô chú ạ. Bây giờ thì còn chưa thấy đau, chắc là ngủ một tối dậy thì càng đau hơn. Đấy, không đi được. Đấy, cho cháu Tùa nhá. Ừ, để chú lấy mít cho con nói. Ừ, con về đây. Con về đây. Chú chào cháu nhá. Chào chú. Đấy, ngoan quá. Đấy, hôm nay Tùa không đi chặt củi à? Không đi nữa à? À, không đi nữa. Đấy, chú mua quạt, mua đồ dùng vào đây. Đấy, thì à, cháu hộ chú mang cái quạt được không? Được. Đấy, thế thì à. À, con về đây, con chào các ông bà đã. Con nói là con xin chào các ông các bà. Con xin chào các ông bà. Ừ, rồi, ngoan quá. Đấy, mang đi vào trong nhà đã, ở đây trời nắng lắm. Đấy, con mang vào trong nhà đi. Nga một hát chép cưới tàu. Cháu Bình là mua cái máy quạt đấy, là đèn năng lượng mặt trời nhé. Hãy dùng cái gọi là pin năng lượng mặt trời ấy, nên là sẽ dùng được cho cái máy quạt. Tùa ơi, có nạn không? Không nạn à? Ừ, cẩn thận nhá. Đường này dốc lá đi từ từ thôi. Và có mua cái bàn ăn cơm này, ghế này, bim bim này, thịt gà quay này. Để mua vào đây. Này, tí hết bao nhiêu tiền thì em Bình sẽ nói qua, cũng như là trên màn hình thì em Bình có ghi mua những cái gì ở trong đó thôi. Ôi ôi, không thể đi được rồi. Hôm nay chú ngã xe Tùa ạ. Đau chân lắm. Chú Bình bị ngã xe rồi. Hôm qua cũng mơ hơi xấu. Các bác của chú ấy. Mơ xấu quá. Để đi. Cái xe thì suốt ngày đi cũng không để ý là nó bị hết má phanh á. Thế là dướng phanh là không ăn. Thế là đi nhanh quá. Em chả là không làm được chủ tay lái nữa, là đâm ra là đi vào trong cái ránh. Bị thương. Em chả thì may mắn là đi lái xe nên là không sao. Em Bình là bay từ đằng sau ra, đồ đạc thì bay hết ra ngoài luôn. Ê, hôm nay Tùa với Nô thì ở nhà, thường ngày vào đây thì chỉ đi một tí là đến luôn. Ngày hôm nay phải đi cả 3-4 phút luôn đấy cô chú. Thường ngày ấy Tùa cứ để ở ngoài đó, để chú hướng dẫn đó, nhé. Hướng dẫn để cho dùng như nào. Đó. Rồi con đi lấy một con dao cho chú. Lấy một con dao, dao thái thịt cho chú. Đây là một con thịt gà. Gà quay. Thì Bình cũng bảo với chị bán gà là thái ra rồi. Bây giờ thịt rất là nóng, nóng hổi. Một tí sẽ ăn luôn. Nóng hổi lắm. Sẽ... Đây thì gà, trước tiên thì sẽ để đây trước đã. Rồi con lấy con dao ở đây. Rồi, rồi cô về đứng ở đây đi. Cô về đứng ở đây đi. Đó, để tí chú sẽ bóc ra. À, con gửi lời cảm ơn đến một người cô nhé. Thì con gọi bà rồi nhá. Là, con xin cảm ơn bà. Con xin cảm ơn bà. Con nhìn sang bên kia. Con xin cảm ơn bà Trung Lê. Con xin cảm ơn bà Trung Lê. Ở Mỹ. Mỹ. Vừa qua cho hai con. Con xin chúc bà luôn luôn mạnh khỏe. Đấy. Tốt quá, con chúc bà. Ui, rửa mà để đây luôn à. Ôi siêu nhỉ, hãy rửa xong để đây luôn. Thế thì bà cảm ơn cô rất là nhiều. Đấy. Tí nữa lại gọi bà luôn rồi nhỉ. Chú đau chân quá. Ê, hôm nay là không vui mấy rồi. Hôm nay chú Bình là không vui mấy rồi. Bị ngã xe đau quá Tùa.
Ngày hôm nay thấy hai con vẫn ở nhà. Hôm nay là không đi làm nữa. Chú để đây nhá, tí nhặt nhá. Tí nhặt đi đi đốt. Tổ biết cái này là cái gì không? Con biết không? Cái này là cái gì? Hả? Không biết á? Cái này là cái máy quạt nhá. Để chú sẽ. Nhưng mà không cho em nghịt nhá, không cho em nghịt vào đây nhá, hiểu chưa? Ừ, không cho em nghịt. Nụ, chỉ co nhá. Yeah, mát mẻ quá. Đấy, quay được luôn này. Đấy. À, đây là cái máy quạt. Đấy, các ông bà có chú anh chị và được gọi là quả năng lượng mặt trời, pin tự nhiên. Đấy, không cần phải dùng điện. Và cái quạt này thì có thể dùng được 10 đến 12 tiếng không tắt. Đấy, có thể là có hai chế độ. Và đây là có cái chế độ rất là mạnh luôn. Đó, 2 này, 3 này. Đấy, điện tử rất là mạnh. Đấy, mát mát chưa? Mát mẻ không? Đấy, cho các cô chú nghe vù vù này. Đấy. Có gió thổi rất là to, rất là mạnh luôn nhỉ. Con thích không? Thích. Thích à? Mát mẻ không? Mát. Mát mẻ. Rất là cảm ơn cô chú Lê. Thì con về đây chú tắt bấn cái này nhá. Bấn lâu lâu. Đấy, tắt rồi. Thì con cũng gửi lời cảm ơn đến cô rồi. Thì cũng như là cháu tổ ấy. Thì bây giờ là sẽ tháo ra, cắt ra đường thì xấu quá. Anh em mới lần vào chỉ mua được như này thôi. Đấy, vẫn còn tiền của cô đấy. Bây giờ là mình sẽ nói xem là mua hết bao nhiêu nhé. Đấy, lúc nãy là cũng có để trên màn hình rồi. Nhưng mà một số cô chú thì có lẽ là không đọc ký ấy, không xem ký. Thì mình sẽ nói lại để cho chú. Cái túi ni lông này tí sẽ mang vào trong nhà nhá, Tủa nhá. Đây là cái bàn ăn cơm của Tủa và Nô. Cái quạt điện này là bao tiền hả chị? 1,3 triệu. Đấy, thế là không bớt luôn hả chị? Không, thằng này em quên biết chị lấy đề giái thôi, còn không là bán 1,4 triệu cơ. À, đấy, chị bảo là quen biết cũng như anh em vào đây ủng hộ chị rất nhiều ấy, nên là chị bán cho 1,3 triệu, không là chị bán 1,4 triệu. Đấy, cô chú anh chị, cái quạt này là sẽ rất là mát cho hai cháu. Cái ghế là như nào hả chị? Này là 100.000. 100.000. Hai cái ghế này thì bớt cho em là lấy em 60.000. À, 65.000. À, 60.000 với 100.000 là 160. 160.000. Để tạm đây trước đã. Đây là cái pin mặt trời. Bình phải đi xăm lùng cả huyện Mèo Vạc ấy mới có cái máy quạt này. Máy quạt này thì không nói rồi. Đấy, siêu bền, siêu tiết kiệm. Máy quạt này thì là 1,3 triệu nhé. Đấy, 1,3 triệu đồng. Đấy, Tủa tò mò cái đây là cái đỉnh khiểm nhé Tủa nhé. Đấy, cháu Tủa là cho cháu Nô mặc quần. Đấy, lúc đấy ra đây là thấy chưa mặc quần. Ơ, cái gì đây nhỉ? Cái gì đây nhỉ? Cái gì đây nhỉ? Xin nhá, xin chú. Chưa biết nói chuyện, đang nhỏ lắm các cô ạ. Đấy. Đấy, chú đi sứa thì nói như nào? Nói như nào? Sao xanh hay chả? Cháu xin chú. Hai tay. Đấy, cháu xin chú nhá. Uống đi. Còn đây là pin nhỉ? Đây là pin. Này, Tủa cầm cho hai anh em ăn nhá. Đấy, chú là mua hai gói pin, hai mỗi người là hai hộp sữa. Sữa hôm trước, mấy hôm trước kia là uống hết rồi à? Ôi, uống nhanh nhở. Thôi cứ uống đi, ăn nhiều cho lớn nhanh nhá. Đấy, cái này cái ghế Tủa. Đấy, Tủa thì ngồi ở đây nè, hợp không? Đẹp không? Thì ngồi đây nè. Được rồi. Nô có ngồi được không Nô? Hơi cao nhỉ? À, em bé này chưa ngồi được.
chắc là phải mua cái bé hơn nhỉ. Nhá tuổi nhá. Ừ. Thế là mua được hai cái rồi. Nhưng mà em bé một năm sau và sẽ ngồi được. Năm sau lớn lên là sẽ ngồi được. Em cho em ăn đi. Và xin thưa tất cả các cô chú nhé. À, ngày hôm nay thì em Bình mua vào đây cái bàn nhựa này ấy. Cái bàn nhựa này là 100.000. Và hai cái ghế này là mỗi cái là 60.000. Là rơi vào 160.000. Và cái máy điện quạt kia ấy, có cả cái pin kia ấy là 1.300.000. 1.300.000. Là nó rơi vào 1.460.000. Và mua hết pin và sứa là 40.000 nữa thì rơi vào 1.500.000. Và mua cái thịt này là một con gà nguyên, một con gà thái giá là 200.000, là rơi vào 1.700.000. Đó, mua hết tất cả là 1.700.000. Và số tiền của cô là còn 300.000, tiền của cô Trung Lê còn dư như vậy. Thì lần sau thì anh em sẽ mua vào đây. Do là mua nhiều đồ quá không chở được, nó cồng kềnh ấy các cô chú. Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Bây giờ là hai anh em đang ăn bánh kẹo ấy, thì mình sẽ lắp cái này vào trong này. Cái máy quạt này thì có rất là nhiều chế độ nhá cô chú anh chị. Nó có nhiều chế độ như là đấy, bây giờ sẽ bật lên. Đó. Nó có thể là sáng đây đấy, cái này buổi tối có thể là thế nhá. Ban đêm là nó sẽ có cái đèn sáng luôn đấy, rất là hiện đại đấy. Rất là nóng nên là sẽ ngồi đây một tí. Đó. Mát mẻ quá. Siêu mát mẻ luôn. Cho vào đây nhá. Cắm vào đây, đúng rồi. Là tự động, điện nó sẽ tự động vào đây nhá. Mặt tấm này là nó sẽ hướng lên mặt trời nhá. Con không được úp như này nhá. Úp như này là không có điện nhá. Phải cho như này. Đó. Cho như này là nó sẽ sạc pin. Bây giờ cái này là đầy rồi. Đấy, công ty họ sạc đầy rồi. Đó. Hay con mà dùng cho nó mát mẻ nhá. Không cho em bé thò tay vào đây nhá. Ừ. Đây nhá. Chỉ tay vào đây. Khi nào ấy nhá, mình tắt vào đây. Bấn mạnh vào. Là nó tắt nhá. Còn cái đèn này là tắt cái đèn này là nó sẽ tắt cái này. Bật cái đèn này nó sẽ ra. Và cái này lại bật mạnh vào. Rồi. Lại quay. Con tự bấn vào đi. Con thử bấn vào xem. Ơ khi à. Ơ tuổi. Tuổi tệ. Nên tệ. Tuổi. Khi tuổi à. Bật đi. Đúng rồi. Như thế nhá. Ờ à, đúng rồi. Tắt. Đúng rồi. Đấy. Thôi cứ để như thế nhá. Khi nào mà đầy đấy. Mình tháo cái này. Đấy con tháo đi. Tháo cái dây. Đấy tháo. Đúng rồi. Rồi, con mang cái này vào trong nhà. Mang cái này vào trong nhà. Rồi, mang vào trong nhà để đi. Cuốn cái dây cẩn thận vào. Đó. Cuốn dây vào, con cuốn dây vào. Đó, khi nào hết pin là sẽ mang ra ngoài nhá. Để tầm khoảng 3 tiếng là đầy rồi nhá. Ừ. Cái này dây nó ngắn quá, không thể để lên trên kia được nhá, cô chú anh chị. Ừ, ta lợ là rất là biết Việt rồi. Nhỏ tuổi nhưng mà rất là biết Việt như người lớn. Đó, con lấy để lên kia tí ăn nhá. Được, cái này được rồi, để chút mang vào. Rồi, con mang vào trước đi. À, cái bản sẽ để đây khi nào ăn cơm thì ấy nhá. Đấy, uống sữa hết trên này rồi. Đấy, sẽ ngồi như này. Đấy. Đấy, cái gì ấy. Đó, sẽ ngồi như này. Ngồi như này nhá. Đây là chú Bình bé nào. Đây chú Bình mút sữa, mút thai. Tú ơi. Lấy nốt của Bibin cho hai em ăn đi. Lấy Bibin. Bây giờ thì Bình cũng đã trao phần quà của cô Trung Lê cho hai cháu rồi. Hai cháu thì cũng đã gửi lời cảm ơn đến cô đấy, rất là nhiều. Đấy, còn 300.000 thì Bình sẽ để vào lần sau. Sẽ mua hết phần tiền của cô Trung Lê. Đấy. Hôm nay thì chỉ có thể là chở được như thế này vào đây thôi. Đấy, tổ ơi, hôm nay đi lấy nước về à? Đấy, cho các cô xem tổ đi lấy nước nhé. Đấy, hai chai nước này, hai thùng nước này.
Đấy, can nước này. Đấy, can nước này chắc là bà đi lấy hộ thôi. Can này thì tủa không thể là điệu được. Đấy, tủa chắc là lấy hai cái bé này thôi. Tên đi nhớ một ga lò đê lọc phải chưa? À. Thế còn chiếu thì à, có lẽ là ngày mai Bình vào đây Bình sẽ mua chiếu vào đây. Đấy, dùng số tiền của cô Trung Lê là sẽ mua chiếu vào đây. Đấy, chiếu là chưa có, màn là chưa có. Cái mùa này chắc là cũng sắp có con muối là sẽ mua hết vào đây. Túi cái này nhé, chú sẽ để vào đây nhé, không được vứt đi nhé. Ừ, lấy để trong túi, khi nào mình cần mình bấn vào đây thôi nhé. Cái này không được mang đi chơi nhá tuổi nhá. Ừ, để vào trong túi đi. Nóng nóng thì bật cái này cho em, hiểu chưa? Ừ, bật cho em nô, nhưng mà không được cho em sờ vào đây nhá. Em sờ vào đây là cứ đưa em đi ra chỗ khác nhá, hiểu chưa? Đó, như này là rất là mát. Đấy, mát mẻ quá. Dạ, như tất cả các cô chú anh chị có theo dõi những thước video trước của em Bình cũng như là cháu Bình ấy, thì biết về hoàn cảnh của hai cháu rồi. Hai cháu thì rất là khó khăn, rất là đáng thương. Bố thì mất, người mẹ thì bỏ đi lấy chồng được 5-6 tháng nay là cũng không về thăm hai con luôn. Và hiện tại là hai con ở trong ngôi nhà mà người bố để lại. Đấy, ngôi nhà đây là ngôi nhà bé nhỏ người bố để lại. Và buổi tối thì ông bà cũng ra ngủ cùng hai con, cũng như là hàng ngày thì hai con cũng chạy sang nhà bà chơi ở nhà bà nữa. Đấy, còn nhiều là hai cháu vẫn ở đây nhiều hơn. Đấy, thời gian này thì Bình vào đây thì cũng có nói chuyện với ông bà, thì cũng bảo với ông bà là sẽ vào đây nhiều hơn nữa để thương hai cháu nữa. Đấy, có các cô chú giúp đỡ rồi thì vẫn phải cần ông bà để chăm lo cho hai cháu thường xuyên. Do là nhiều khi cháu tuổi cũng còn nhỏ ấy, cũng sợ cháu đi chơi, đi bơi rồi là bị như nào, và đi làm việc là bị như nào. Đấy, còn bé nhỏ này thì cũng thế nhá, hay bị ốm nữa. Ông bà thì cũng không tắm rửa cho, Bình vào đây Bình phải tắm rửa cho cháu. Thì cũng rất là mong để cho hai cháu có cái cuộc sống ổn định hơn, tốt hơn như những đứa trẻ khác. Rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã luôn luôn quan tâm và đồng hành cùng. Tủa, để cho em ăn đi, để cho em ăn đi. Ăn mì bin ngon không hả Tủa? Ngon à? Ừ. Đây, Tủa là ăn mì bin với em. Đấy, quần áo là mặt là quần áo mới. Bây giờ em có biết lấy cho anh ăn nữa cơ á? À, biết à? Đó, Tủa nói chuyện rất là giỏi luôn. Cái gì cũng nói được. Em đưa cho anh Tủa ăn đấy, anh Tủa ăn đi. Đây, chú lấy cái mít để đây nhá. Để nói chuyện nghe thấy, nói chuyện to nhá. Ừ. Đấy, em ăn no rồi ấy, em không ăn nữa, cứ đưa cho Tủa. Được rồi. Sợ anh không được ăn à? Đấy. Đấy, cứ đưa cho anh ăn thôi. Và em Bình cũng xin nói trong cái thước video này là cũng có một số cô chú anh chị là cũng muốn là giúp đỡ để mà xây một ngôi nhà cho cháu Tùa và cháu Nô. À, như vậy thì Bình cũng thấy là cũng rất là đúng thôi. Vì là bây giờ nhà của cháu Nô và cháu Tùa thì cũng không phải là ngôi nhà xây. Một ngôi nhà gỗ cũng không được chắc chắn và kiên cố. Như ông bà cô chú thấy những cây xà ở trên này rất là nhỏ bé, nó có thể gãy lúc nào. Mà những cái tấm plô xi măng ở trên này rất là nặng, cũng rất là sợ rơi vào đầu nữa. Thì nếu một số cô bác cũng ngỏ lời như vậy rồi thì cũng rất là mong được sự ủng hộ của các cô chú là sẽ giúp đỡ thêm kinh phí để mà đủ kinh phí rồi thì em Bình sẽ vào đây sẽ giúp hai cháu là xây một ngôi nhà nhỏ nhỏ để cho hai cháu ở, để cho hai cháu có ngôi nhà trên nắng trên mưa ở kiên cố hơn, để cho vài năm tới hai cháu lớn lên an cư lập nghiệp nó mới dễ dàng hơn. Đấy, như vậy thì rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã luôn luôn và ủng hộ cho hai cháu và giúp đỡ cho hai cháu trong thời gian qua. Đấy, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị rất là nhiều. Thì,
cũng có một số cô chú anh chị là cũng có gửi tiền để mà mua thức ăn đồ uống vào đây. Thì mình vẫn đang mua vào đây nhé, vẫn đang mua dần dần vào đây, nên là sẽ tiếp tục là mua đồ ăn thức uống để mà chăm sóc cho hai cháu, để hai cháu mạnh khỏe hơn, vui vẻ hơn. Và thời gian tới thì sẽ dự kiến là xây ngôi nhà tình thương cho cháu Nô và cháu Tùa. Đấy. Thì em Bình cũng xin cảm ơn rất là nhiều. Đấy. Có đôi lời nói như vậy thôi. Vào đây thì cũng không muốn về luôn, cô chú anh chị ạ. Do là thế hai con là chơi vui vẻ, cũng không muốn về, nhưng mà mua đồ vào đây thì cũng phải về nữa để mà truyền tải những thước video mỏng mặt chân thật lên trên kênh để cho các ông bà, cô chú anh chị được biết đến nữa. Thế năm nay Tùa lên lớp mấy? Lớp 5 à? Cố gắng học nhé con nhé. Ngoan, vâng. Đấy, dạy cho Tùa nói chuyện như vậy để cho Tùa hiểu hơn. Và lại chơi ghế, thích cái ghế à? Em bé là chưa có đồ chơi. Đó, chú chả bật cho rồi nhá, chú chả bật cho mát mẻ hơn. Mát quá nhỉ. Cái bàn này thì khi nào ăn cơm xong phải lau sạch nhá, Tùa nhá. Ăn cơm xong lau sạch. Thế sáng nay Tùa có đi lấy củi không Tùa? Hả? Lấy củi nữa à? Sáng nay lại đi lấy củi phải không? À. Đi lấy một lần hay là hai lần? Hả? Đi lấy hai lần luôn á. Ngoan nhỉ. Thế nắng thì không được đi nữa nhá. Nắng thì ở nhà trong em nhá, hiểu chưa? Ừ. Thế sáng nay có cái gì ăn không? Sáng nay ấy, thầy kia đi bốn quá chín đó. Năm bọn đây là. À, sáng nay là ăn cơm với gạo với trứng. À, một tí thì sẽ chuẩn bị cơm rồi là thịt cho cháu Tủ và cháu Nô ăn. Đấy, ngày hôm nay thì có mua được cả thịt gà ở đây rồi. Đó, đây là thịt gà này. Một tí sẽ lấy cho hai con ăn. Đó. Đây là cơm này, đây là cơm của cháu Tủ này. Cơm gạo. Cái này chắc là sáng nay nấu ăn sáng. Ôi dồi ôi, người dưới đất luôn à. Dậy, dậy đi, dậy đi. Dậy. Tùa bảo em dậy đi Tùa. Không ngồi dưới đất bẩn cuốn hết đấy. Thôi thì để chú Bình mua chiếu vào đây. Chú Bình mua chiếu vào cho ngồi dưới chiếu chơi nhá. Ừ. Ngày mai chú Bình sẽ mua vào nhá. Ừ. Hai con đang ngồi bên kia để cho đỡ nóng ấy các cô chú. Bên ngoài thời tiết là tầm khoảng 35 độ C. Rất là nóng. Không nghịch nha. rất là vui khi ngày hôm nay là có cái máy quạt cho hai con cũng như là ngồi, đấy, có ghế ngồi. Không cho em sờ vào nhá Tùa nhá, để ý cho chú nhá. Không được sờ vào nhá. Ừ. Em mà sờ vào là cứ kéo em ra nhá. Cái đấy chỉ có em là được sử dụng thôi nhá, không được cho ai sờ vào. Biết tắt chưa? Thử tắt cho chú xem nào. Để thì chú đi về chú có yên tâm. Ok. Đó, giỏi nha. Dậy một lần mà nhớ luôn. Bật lên, bật lên. Rồi. Giỏi quá nha. Tủa ok nha. Giỏi thật. Đấy. Tủa là dậy một lần là nhớ luôn rồi. Không làm thế em ơi. Bẩn hết đầu của Tùa nhà, Tùa nhà. Thấy hai con vui vẻ như vậy là tốt quá. Cái máy quạt này thì có thể là bật được cả ngày luôn nhé cô chú anh chị. Đấy, có thể là bật từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối luôn. Đấy, bật rất là lâu. Tùa ơi, khi nào mà không cảm thấy không nóng nữa ấy, thì mình hoặc là mình đi làm gì ấy thì mình tắt đi nhé. Mùa chỉ hỏi để mà mốt Tùa nhé, con hiểu chưa? Hiểu. Hiểu à? Ừ, thế là tốt quá. Đấy. Thì ngày hôm nay ấy là em mình cũng đã mua vào đây rồi. Rất là cảm ơn tất cả các cô chú đã quan tâm và luôn luôn giúp đỡ cho hai con.
Nếu mà thời gian tới có cô chú nào, anh chị nào và ông bà ủng hộ cho hai cháu cũng như hai con, cháu Tủa, cháu Nối thì có thể là ủng hộ để mà làm quý xây nhà nhé. Thời gian tới sẽ làm quý xây nhà. Nên là rất là cảm ơn mọi người luôn luôn quan tâm và đồng hành cùng với cháu Nô và cháu Tủa. Còn bây giờ có lẽ là em mình sẽ xin phép để mà khép lại thước video Mọc Mặt tại đây. Rất là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã quan tâm và đồng hành theo dõi những thước video của cháu Tủa và cháu Nô ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Thì Tủa với lại em ở nhà nhá, thì trong nhà cẩn thận nhá. Đừng có đi chơi, chúng mua nhiều đồ vào đây là không đi chơi nhá. Và lúc đi làm hay làm gì ấy thì nhớ đóng cửa vào, hiểu chưa? Đi làm gì thì đưa em sang nhà bà nhé, không được để em ở nhà một mình nhá. Hiểu thì như nào? Dạ vâng. Nói là dạ vâng nhá. Đấy, chỉ cho hai con này, dạy cho hai con này. Đấy, cũng muốn cho hai con là ngoan ngoãn thôi nhá. Ừ, tốt quá. Nhà là có một con gà này phải không? À, có mấy con gà? 8 con à. Bao nhiêu con? 8 con. 8 con à? Giỏi. À, bây giờ thì em Bình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các ông bà, cô chú, anh chị trong nước và ngoài nước, quý khán giả đã luôn quan tâm và ủng hộ xem video của hai cháu cũng như là em Bình. Em Bình xin cảm ơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì em Bình sẽ xin phép để khép lại thước video của em Bình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô chú, anh chị trong những thước video tiếp theo ạ. Xin chào, xin cảm ơn. Cháu Tủa nhìn vào đây, con bảo là con xin chào. Con xin chào các ông bà, các ông bà, cô chú, anh chị, cô chú, anh chị. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Tất cả. Tất cả. Các ông bà. Các ông bà. Cô chú anh chị. Cô chú anh chị. Trong lần sau. Trong lần sau. Xin cảm ơn. Xin